Xin chào các anh em. Tuần vừa qua là một tuần vô cùng sôi nổi với hàng loạt thông tin công nghệ mới, chẳng hạn như là iPhone 14 Pro Max đứng đầu danh sách test pin của một chiếc công nghệ lớn, hay là những thông tin rò rỉ về Galaxy S23 sắp tới. Và đặc biệt rằng là chúng ta sẽ có thông tin về Xiaomi 13 Pro với cảm biến hoàn toàn mới đến từ Sony. Và những thông tin công nghệ này mình sẽ đều chia sẻ trong video ngày hôm nay. Mình là Trương Án, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video này thì trên tay mình đây chính là chiếc iPhone 11 Pro. Và nếu như bạn quan tâm mình sẽ để ngay đường link bên dưới phần mô tả cho anh em xem nhé. Tất nhiên máy sẽ là máy line new, và nếu như anh em mua máy cũ bên mình sẽ có chương trình đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn toàn 100% luôn cho anh em. Tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay đó chính là tin tức về iPhone 14 Pro Max đứng đầu danh sách test pin của một trang công nghệ lớn. Thì cụ thể trang nghệ đó chính là MacRumors, khi mà trang công nghệ này đã đưa ra một bài test với hàng loạt các flagship hiện tại trên thị trường, nào là iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, rồi nào là Galaxy S22 Ultra hay là Google Pixel 7 Pro. Sau hàng loạt bài test như là bài test về cái trải nghiệm xem YouTube hay là test về trải nghiệm lướt web, thì bất ngờ làm sao khi mà con iPhone 14 Pro Max vượt qua tất cả các flagship hiện tại trên thị trường. Nó đã mang đến con số cực kỳ ấn tượng khi mà trải nghiệm lướt web lên đến là hơn 19 tiếng đồng hồ và trải nghiệm xem YouTube lên đến là hơn 11 tiếng đồng hồ qua các bài mô phỏng. Và đây là một kết quả vô cùng ấn tượng với con iPhone 14 Pro Max. Và nếu như anh em quan tâm, mình sẽ để ngay đường link bên dưới và máy sẽ là máy new siêu luôn. iPhone 14 Pro Max hiện tại không chỉ mang đến cái thời lượng pin dài, nó còn mang đến nhiều yếu tố mạnh hơn như là về camera, về hiệu năng bên trong, đặc biệt là màn hình ấn tượng, và chúng ta không còn thấy sự xuất hiện của tai thỏ nữa. Và iPhone 14 Pro Max hiện tại đang làm khuấy đảo thị trường công nghệ khi mà mang đến đầy đủ những yếu tố về trải nghiệm thực tế, về trải nghiệm sử dụng, về trải nghiệm về thời lượng pin, camera và hiệu năng. Và đây là những điều mà anh em nên quan tâm đến con điện thoại này. Và bây giờ mình sẽ cùng đến với thông tin thứ hai nhé. Thông tin thứ hai có trong ngày hôm nay đó chính là việc mà Xiaomi sẽ chuẩn bị ra mắt chiếc Xiaomi 13 Pro. Bất ngờ nhất trong con Xiaomi 13 Pro này đó chính là máy sẽ được trang bị cảm biến lớn đến từ Sony, đó chính là cảm biến Sony IMX989. Và thông tin này được trang GIF China đăng tải lên. Và với cảm biến này thì nó không chỉ tăng diện tích cảm quang lên 72% mà còn tăng khả năng cảm quang lên đến là 76% so với thế hệ trước đó là Sony IMX707. Và ngoài ra thì con điện thoại này còn dự kiến sẽ được trang bị con chip đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 8 Gen 2, một con chip mạnh nhất trên thị trường sẽ được ra mắt vào trong thời gian tới. Và mình tin rằng khi mà con chip này ra mắt thì nhiều anh em sẽ làm bài test với nó, với lại con chip Apple A16 Bionic có trên dòng iPhone 14 series. Và nếu như tin công nghệ có sự xuất hiện của Apple, có sự xuất hiện của nhà Xiaomi, thì làm sao bỏ qua được nhà Samsung cơ chứ. Và Samsung hiện tại cũng đang leak ra và đang rò rỉ về sản phẩm tiếp theo của nó, đó chính là Galaxy S23 series. Thật ra mà nói thì khi mà Samsung ra mắt Galaxy S23 series thì nó đã tạo nên một bước ngoặt vô cùng lớn và khẳng định lại về vị thế của một ông hoàng công nghệ, khi mà mang đến một chiếc điện thoại phải gọi là hoàn hảo nhất về thiết kế bên ngoài cũng như là sự kết hợp giữa dòng Galaxy S và dòng Galaxy Note đến từ nhà Samsung. Và chiếc Galaxy S23 series này được rò rỉ sẽ được dùng con chip là Snapdragon 8 Gen 2, một con chip mạnh mẽ và sẽ mạnh nhất trên thị trường hiện tại nếu như chúng ta bỏ qua đi cái sự hiện diện của Apple A16 Bionic. Và sắp tới đây khoảng tầm là 2-3 tháng nữa thôi thì con chip này sẽ được ra mắt trên thị trường. Và đồng nghĩa rằng thì Galaxy S23 series dự kiến cũng sẽ được ra mắt vào 2-3 tháng tới. Tuy nhiên, thông tin chưa dừng lại ở đó, khi mà Sam Mobile còn đưa tin rằng là Samsung Galaxy S23 series dự kiến sẽ có hai phiên bản, bao gồm là bản Hoa Kỳ và bản Hàn. Bản Hoa Kỳ sẽ dùng con chip đến từ nhà Qualcomm, tức là Snapdragon 802, nhưng mà bản Hàn thì dự kiến sẽ dùng con chip Exynos, và cụ thể nó có thể là Exynos 2300, một con chip mà mình nghĩ rằng nó sẽ mang đến hiệu năng tốt hơn, tối ưu hơn và cải thiện nhiều hơn so với những con chip trước đó như là 2100 hay là 990. Và cuối cùng, bộ đôi này sẽ chạy giao diện là One UI 5 tùy biến từ Android 13, và mình nghĩ rằng đây sẽ là sản phẩm mà anh em sẽ quan tâm trong thời gian tới. Và thông tin thứ tư đó chính là thông tin công nghệ tại thị trường Việt Nam chúng ta, khi mà VinFast đã kết hợp với tập đoàn xăng dầu Việt Nam và chính thức khai trương ra dịch vụ chạm sạc xe điện tại cửa hàng xăng dầu đầu tiên. 10 cửa hàng đầu tiên trong hơn 500 điểm cửa hàng đã trải dài các tỉnh như là Bắc, Trung, Nam. Và đây là một kết quả vô cùng ấn tượng khi mà nhiều năm về trước thì VinFast đã mắc dòng xe điện mà nhiều người dùng đã chưa đón nhận đến dòng xe điện này, nhưng mà đến hiện tại thì có vẻ như là dòng xe điện của VinFast đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam chúng ta và dự kiến sẽ sang những nước khác như là Thái Lan, Campuchia hay là Lào. Thông tin này được đưa tin từ báo Công an Nhân dân, và địa điểm chạm sạc có sẽ trải dài từ Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tiền Giang và cho đến Cà Mau luôn. Và tất nhiên
tất cả những cái vị trí này nó sẽ là vị trí đẹp, dễ gần trên các tuyến quốc lộ nè, rồi tỉnh lộ, nhằm mang đến sự tiện lợi, an tâm và trải nghiệm xuyên suốt cho khách hàng. Và theo quy hoạch đó thì có vẻ như là các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex sẽ hiện diện ở các loại trụ sạc nhanh như là 60kW nè, rồi 150kW nè, rồi 300kW nè, và chuẩn sạc là CCS2. Ngoài ra thì các trạm sạc của VinFast để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như là ISO 15118, rồi chuẩn châu Âu nè, đảm bảo an toàn tối đa về cái nguồn điện cũng như là phòng chống cháy nổ nè, rồi chống rò rỉ điện nè, rồi chống thấm nước nữa. Thông tin thứ năm có trong ngày hôm nay đó chính là Lenovo sẽ lên kế hoạch phát triển dòng điện thoại doanh nhân mang tên là ThinkPhone. Và thông tin này có vẻ xác đáng hơn khi mà trang công nghệ đưa tin, đó chính là trang Give China. Và nếu như bạn chưa biết thì cách đây nhiều năm về trước thì Lenovo cũng đã phát triển dòng điện thoại rồi, và đó chính là dòng Lenovo Legend, tập trung về dòng điện thoại gaming hơn. Nhưng mà đến hôm nay thì có vẻ như là Lenovo sẽ mở ra một thị trường nó rộng mở hơn cho thị trường điện thoại của họ, không chỉ là Motorola thông thường, không chỉ là Lenovo Legend, mà còn là những hãng khác như là ThinkPhone chẳng hạn, là dòng điện thoại mà tiếp cận đến người dùng phổ thông và người dùng doanh nhân nhiều hơn. Và thông tin cuối cùng có trong ngày hôm nay đó chính là Qualcomm sẽ ra mắt con chip Snapdragon XR2 Plus Gen 1 cho thiết bị thực tế ảo. Và thông tin này được đưa tin từ trang báo GFM Arena. Theo đó thì tai nghe Quest Pro VRMR của Meta vừa chính thức phát hành, và thiết bị được trang bị con chip này đến từ nhà Qualcomm. Theo trang báo này chia sẻ thì con chip sẽ đi kèm với một luồng xử lý hình ảnh mới đạt độ trễ dưới 10ms, mở khóa truyền video đủ màu cho thực tế hỗn hợp. Rồi con chip này còn hỗ trợ cả video 360 độ với 8K và 60fps, cùng với công nghệ là nhận thức đồng thời bao gồm cả theo dõi đầu, tay, bộ điều khiển, tái tạo 3D, lập bản đồ, phòng tự động, rồi mật độ điểm ảnh cao, là tất cả những gì mà con chip này sẽ mang đến cho anh em trong những cái trải nghiệm về thực tế ảo nó tốt nhất và hiệu quả nhất ở trên thiết bị thực tế ảo. Và mình nghĩ rằng con chip này sẽ mang đến cái chất lượng nó cực kỳ tốt, khi mà trang báo này còn đưa tin rằng nó có hiệu suất nhiệt được cải thiện đến 30% và năng lượng duy trì hơn là 50% so với thế hệ trước. Và mình tin rằng một tương lai không xa về thực tế ảo cũng như là về sự hỗ trợ của Qualcomm sẽ mang đến cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Và đó chính là toàn bộ thông tin công nghệ mình sẽ chia sẻ đến cho anh em trong ngày hôm nay. Còn các bạn thì sao? Các bạn quan tâm đến thông tin nào nhất thì hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nhé. Mình là Trường An, đây là Vietablet. Cảm ơn các bạn đã xem video này và xin chào và hẹn gặp lại.